Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đồng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và cấp ủy 4 chi bộ đã bám sát chủ trương của thành ủy, nghị quyết của Đảng bộ khối, nghị quyết của Đảng ủy sở, nỗ lực phấn đấu và từng bước khắc phục tháo gỡ khó khăn vướng mắt để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể hoàn thành xuất sắc ba nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành sớm và đúng hạn 20 trên 20 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn, Sở đã tiếp nhận hơn 19.000 văn bản đến và hơn 4.700 văn bản đi. Tiếp nhận và xử lý hơn 26.600 hồ sơ một cửa. Tập thể Đảng ủy lãnh đạo Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả